Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì mình lại chia sẻ các bạn cấu tạo cái đàn như nào. Đây là bài học thứ hai trong series bài giảng của mình. Thì đây là cái đàn của mình các bạn. Đó. Đó, cái đàn như thế này các bạn. Rồi thì cái đàn này mình mua đã 8 năm rồi các bạn. 8 năm, hồi đó mua là tầm 1 triệu á. Bây giờ thì giá gốc nó thì mình không biết. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cấu tạo của cái đàn này nó có những phần gì. Thì mình á thì mình chia ra cái đàn hai phần chính, đó là phần cái cần đàn này là phần trên đó, từ đây cần đàn là gọi là cần chung cần đàn, còn phần này á là gọi là thân đàn hay là thùng đàn đó, là mình quy ước cho thành hai cái bộ phận chính. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái bộ phận nhỏ trong này nó có những cái bộ phận gì nha. Đó, cái đàn của mình đây lâu chơi lâu rồi cái khóa ray nó bị gãy các bạn, nên nó bị mắc cái chốt rồi, những chỗ ray mà cũng không có tăng dây được. Thì đây người ta gọi là đầu đàn đó, cần đàn đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nha. Những cái ray này người ta gọi là khóa đàn các bạn. Cái khóa này là mình để mình vặn lên vặn xuống để mình lên dây, mình vặn theo cái chiều. Đây mình nhìn từ đây tay xuống mình chạy theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đối với đàn của mình nha, thì thực ra là tùy theo cái chiều quắn đó các bạn. Nếu các bạn quắn bên này thì nó lại ngược chiều lại lại quắn ngược lại, cho nên là cái này các bạn lúc lên dây các bạn phải để ý là như thế nào, bàn như thế nào là nó sẽ tăng với đàn và nó thả lỏng với đàn ra đó. Thì đó là cái khóa đàn là như vậy các bạn. Còn cái này là dây đàn, mấy này là dây đàn thôi. Thì mình dây đàn người ta quấn như những cái chốt này đó là như vậy. Rồi sau đó là sẽ tới cái này, tôi gọi là lược đàn nha các bạn. Cái này là gọi là lược đàn này. Thì lược đàn là người ta để cố định lại để đỡ cái dây đàn các bạn, để coi thử là mình đỡ cái đàn lên để nó có một khoảng trống để mình chốt vào đây, quấn nhau vào đây. Nó có những cái khe này, còn hai khe không, cái khe đây, những cái khe để mình đặt cái dây đàn vào này để nó giữ dây đàn cố định đó. Còn cái mấy cái phím mà mấy cái thanh sắt này, bạn thấy những cái thanh sắt đâu đó, đó những cái thanh sắt để mình chia ngang ra, chia phím ra. Lúc mà mình đè bất kỳ một dây vào á, ví dụ mình đè cái dây đây đi, dây thứ ba đi, mình đè vào á thì cái dây đàn nó sẽ tiếp tục xúc ở thanh sắt này và mình đánh nó sẽ làm khó. Mình đè lên thì cái dây đàn nó lại tiếp xúc với thanh sắt tiếp theo để nghe âm cao hơn. Đó là nó là công dụng của cái thanh sắt như vậy. Nó chia ra từng ngang nó sẽ ứng với những cái cao độ khác nhau. Rồi thì đó bèn còn cái phần mà đây, cái phần chính giữa hai thanh sắt á người ta gọi là một ngang ngang, còn là một ngang đòn đây, ngang một, ngang hai, ngang ba đó. Còn nhiều khi có những bạn thì nói nó là phím đàn đó, thì các bạn cũng phải biết những cái thuật ngữ đó, các bạn nghe người ta hướng dẫn người ta nói thì mình có thể hiểu được nha. Đó là phím đàn. Còn những cái dấu mà dấu tròn màu đen trắng á, thì nó để cho mình dễ đếm đếm ngang thôi các bạn. Cái đầu tiên ngang 3, ngang 5, ngang 7, ngang 9, rồi tới ngang này đó, để cho bạn dễ đánh, dễ lúc mình đánh nó mình nhớ, mình không có cần đếm, sẽ nhanh hơn, nó tiện hơn. Rồi đó là như vậy. Và ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn cái quy ước cái dây đàn luôn. Cái dây đàn này tôi sẽ quy ước là ở dây dưới cùng á, là nó dây nó nhỏ nhất, nó mỏng nhất, là nó quy ước là dây thứ nhất, dây một, và nó đi từ dưới lên trên là sẽ là 1 2 3 4 5 6 đó. Dây đó là dây một nè, 1 2 3 4 5 6 đó là cái quy ước của nó. Thì các bạn phải nhớ cái quy ước này nha, tại vì sau này là mình sẽ có cái phần mà mình đạp cái tọa độ hợp âm á, nó sẽ liên quan đến cái thứ tự của dây, thì các bạn phải biết cái điều này nha. Rồi thì đó là cái để coi tới tiếp theo là cái phần thùng đàn này đó. Thùng đàn thì có rất là nhiều loại các bạn. Đây là cái loại của mình là nó có khuyết ở lỗ này, có những loại không khuyết mà có nhiều loại đó, người ta sản xuất ra rất là nhiều loại thì đó mình không quan trọng đâu. Đó thì đi
Đó đây là cái lỗ thông hơi để mình, cái thùng đàn cái lỗ để mình đánh cho cái âm nó vang ra. Còn phần dưới này người ta gọi là ngửa đàn nhé các bạn. Đó thì ở đây cái loại của mình á, thì cái dây á, dây đàn á, nó sẽ được cố định bằng cách là cái ngửa này nó có phần mấy cái lỗ sao này, các bạn thấy không? Đây là những cái chốt để mình giữ dây. Cái dây đàn lúc mình mua á, là ở phía sau nó có cái chốt này, nó có một cục này, rồi sau đó mình sẽ luồn cái dây vào cái lỗ, kéo nó lên là nó bị mát cái dây chỗ này, cho nên nó giữ được cái dây lại. Đó, cái phần ngửa đàn như vậy các bạn. Rồi đó, còn thế còn gì nữa không ta? Ở đây thì mình có thêm những cái phụ kiện các bạn. Những cái đàn bình thường còn mua là không có cái này. Cái này gọi là cái EQ. EQ để là mình lúc mà mình đánh, mình thu âm hoặc là mình đánh ra loa các bạn, là mình phải cần có cái EQ. Ví dụ là cần có EQ hoặc là pickup. Pickup là mình sẽ nói sau nha. Còn đây là mình đang nói cái đàn mình có cái EQ nè. Là khi mà EQ nó sẽ đi thêm với là cái lỗ mình gắn vào, nó có một cái dây á, mình gắn vào á, thì lúc mình đánh á, là nó sẽ ra cái âm thanh, nó thu âm thanh lên hai hơn. Ở đây nó có những cái núm vẹn để mình chỉnh âm thanh của nó luôn. Còn đây là cái pin. Đó, đây là cái phần đựng pin của nó các bạn. Đó các bạn thấy không? Đây là cái vỏ đựng pin này. Đó, mình đặt pin vào. Cái này xài là phải có pin. Đó, gắn vào, đè vô cái là sao. Đó là EQ. Ở đây nó có phần chỉnh loa to nhỏ, núm vẹn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái núm vẹn này, vẹn to nhỏ lên. Còn đây là những cái bass track rồi đó, máy các loại đó. Còn cái này là cái đàn thử. Các bạn thấy không? Khó thấy phải không? Nói chung là nó có cái đèn mình đè vô là nó sáng các bạn. Nói chung mình này có đèn sáng màu đỏ để mình biết có pin. Còn cái phần này là cái dây đeo đàn các bạn. Những bạn nào mà đánh mà đứng nhiều á thì mình gắn cái dây vào, mình gắn luôn vào cái phần này luôn. Đó, ở đây nó có một cái lỗ này, mình chốt cho mình cố định cái dây đàn vào. Đó, mình đeo cho mình xem nha. Đó, nha. Rồi cầm đánh. Nó thấy cũng hấp dẫn, cũng ngầu chứ hả? Rồi thì video này là cơ bản là như vậy các bạn. Mình sẽ đã giới thiệu hết các bạn những cái bộ phận cơ bản của đàn như thế nào. Đó, thì bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người nha.